Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy." Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người. Hãy bằng lòng với đồng lương của mình." Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: "Biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia." Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay anh chị em có thấy vui không? Chủ nhật thứ ba mùa vọng là chủ nhật của niềm vui. Người ta bảo chủ nhật áo hồng, màu hồng giữa mùa tím. Chắc chắn không thấy cái niềm vui thiêng liêng, nhưng mà chắc chắn niềm vui của việc Việt Nam vô địch AFF vẫn còn động lại trong lòng anh chị em, có không? Hôm qua ai có đi bảo giơ tay lên? Nhiều nhỉ, cảm ơn. Nhưng mà bảo ở bên ngoài mà trong lòng vẫn bình yên. Cái niềm vui nó không chỉ là xáo động, mà niềm vui của một người cảm thấy bình yên giữa bên ngoài xáo động, giống như là con thuyền trồng trành trên mặt đại dương giữa sóng to bão tố, mà ở đấy thì yên bình. Niềm vui của mà hôm nay chúng ta cử hành trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng này là loại niềm vui đó. Vì chúng ta biết rằng dẫu cuộc đời nó có thế nào, thì ta vẫn có một người, ta vẫn có một đấng mà ta có thể đặt tin tưởng, yêu mến và niềm cậy trong tất cả đời mình, định mệnh mình ở đó. Anh em hãy vui lên, vì đấng thánh của anh em, đấng cứu thoát anh em đang ở giữa anh em. Lời kêu gọi của Kinh Thánh nói với chúng ta hôm nay như thế. Thế thì khi nào thì chúng ta thấy vui nào? Thường trong cuộc đời chúng ta khi nào cảm thấy vui? Đặc biệt nhất là khi ta yêu. Khi ta yêu và được đáp lại tình yêu thì cảm thấy vui không? Vui lắm. Khi tôi còn trẻ, lớp 12 tới là 18 tuổi, chưa có đi tu, sau một cuộc đi chơi picnic với lớp về, mà trong lớp thì có một cô bạn gái xinh xắn mà tôi để ý từ đầu năm. Trên đường về lên cái dốc dài của thành phố, vào thành phố,
thì chợt mình đi Honda, Honda hồi đó là hiếm lắm. Thấy cô nàng ngồi trên chiếc xe đạp thấy tội nghiệp, hỏi kéo không? Kéo. Thế là nắm tay kéo lên suốt cái đoạn đường dốc dài. Trời ơi, bàn tay con gái sao mà nó mềm mại thế. Tối đó về ngủ không được, vui quá ngủ không được. Giống như tối hôm qua các bạn vui quá đi bão cũng ngủ không được. Niềm vui được yêu và yêu, đó là món quà tặng lớn lao nhất mà tạo hóa đã sáng tạo nên và cho chúng ta như là một quà tặng trong cái cuộc đời này. Khi mà Ngài đặt để chúng ta vào chào đời, chúng ta đã sống trong tình yêu thương của mẹ cha. Không có tình yêu thương ta không thể tồn tại được, không thể lớn lên, không thể được thành người tự mình được. Rồi khi ta trưởng thành, bước vào đời, ta cũng cần một tình yêu, một tình yêu khác, để mà cùng với tình yêu ấy ta lập nên một tổ ấm, một tổ yêu. Ở đó những sinh linh sẽ xuất hiện mới, và với tình yêu ấy thế hệ mới lại lớn lên. Đó là cộng tác vào trong chương trình sáng tạo nên sự sống với Thiên Chúa. Thế thì niềm vui xuất phát từ tình yêu. Tình yêu đó đem lại cho ta ơn giải thoát, đem lại cho ta ơn cứu độ. Còn khi không được yêu thì đau khổ, phải không? Hôm nay muốn nói chuyện với các bạn, nhất là các bạn trẻ, thế nào là tình yêu thật? Tình yêu đem lại cho ta sự cứu thoát, sự tự do. Trong cái mùa vọng này, hôm nay chúng ta lại nhằm tới cử hành thánh lễ trong cái tâm tình sám hối. Nhưng mà dầu là tâm tình sám hối, vẫn có cái niềm vui ở đấy sâu tâm hồn, vì ta biết rằng Thiên Chúa, tình yêu là lòng thương xót vô bờ. Và dẫu cho ta có phạm tội, tội của ta có đỏ như son, Ngài cũng sẽ tha thứ và xóa sạch, sẽ nên trắng như tuyết. Thế thì đối với các bạn trẻ, chắc có lẽ quan tâm nhiều nhất đến chuyện gọi là yêu. Cho nên chúng ta cùng nhau suy nghĩ lại cái cuộc sống yêu thương của mình. Thế nào để gọi là được yêu thật và được giải thoát? Sám hối là quay lưng lại với bóng tối sự chết, hướng mặt về ánh sáng là sự sống. Bóng tối sự chết là sự giả trá mà ma quỷ Satan hăng dụ dỗ con người ngay từ đầu dòng lịch sử cho tới hôm nay và cho đến tận thế. Nghĩa là có một lực lượng chống đối Thiên Chúa thật, hòng lôi kéo con người ra xa Thiên Chúa, xa sự thật, xa sự sống. Cho nên con người nhiều khi yêu không đúng, yêu lầm lạc, yêu lầm lỡ, là chúng ta rơi vào bẫy của Satan. Không phải chỉ rơi vào bẫy tình theo nghĩa bình thường, mà rơi vào bẫy của Satan vì chúng ta yêu không đúng. Yêu không đúng thì làm ta đau khổ vì nô lệ. Chỉ có yêu thật mới làm cho ta tự do. Thế thì yêu là gì? Có ai định nghĩa được tình yêu không? Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu, thế là yêu. Phải không? Yêu có phải là cảm xúc không? Đúng, yêu phải bắt đầu bằng cảm xúc. Chúng ta đang nói đến tình yêu ở đây là tình ái đó, tình yêu nam nữ đó. Còn tình yêu khác tạm để gác qua một bên, vì hôm nay đa số các bạn trẻ, cho nên chúng ta nói đây về đề tài chính cái thực tại các bạn đang sống.
Yêu là cảm xúc, mà cảm xúc của tình yêu phải là một cảm xúc mạnh. Các nhà tâm lý nói tình yêu thật phải là một tình yêu đam mê. Tình yêu có một năng lượng rất lớn, nó đem lại cho ta cái nồng nàn, cái mãnh liệt, cái quyết liệt. Thánh Kinh trong sách Diễm Tình Ca nói tình yêu còn mạnh như sự chết, mạnh như tử thần. Vì khi yêu ta có một năng lượng rất lớn, và năng lượng đó nó có hai mặt. Mặt phải làm cho ta giàu sức sáng tạo, cho nên các nghệ nhân đã sáng tạo những tuyệt phẩm là thường trong khi đang yêu. Nhưng mặt trái của tình yêu là gì? Là sự hủy diệt. Vì năng lượng rất lớn mà nếu không dùng đúng thì nó hủy diệt. Mặt phải, tình yêu đem lại sự sống, sống dồi dào, sống sung mãn, hạnh phúc. Mặt trái, tình yêu hủy diệt, tình yêu giết chết. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn đọc thấy trên báo chí ký sự pháp đình, vợ ghen chồng trăng hoa, một ngày đợi chồng ngủ lấy dao cắt đứt cái bộ phận của người đàn ông rồi giết chết, chặt ra từng mảnh phi tang. Chúng ta có thể tưởng tượng được như thế không? Có một chuyện như thế xảy ra không? Vì động lực gì? Yêu. Mặt trái của nó là ghen tương. Khi tình yêu chợt bị đe dọa mất thì ghen tương lầm lộng. Vì cái năng lượng rất lớn của nó mang lại hoặc là sự sống hoặc là sự hủy diệt. Mà chuyện này thì anh chị em, các bạn chắc là kinh nghiệm, và kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Có đúng vậy không? Yêu mà không biết ghen thì có phải là yêu không? Tình yêu đó gọi là tình yêu chiếm hữu. Đó là đặc tính của tình yêu. Tình yêu đam mê nhưng lại là tình yêu chiếm hữu. Cho nên trong cái loại tình yêu này phải có yếu tố độc hữu, nghĩa là chỉ một. Có một hình bóng thứ hai xuất hiện trở thành tình tay ba thì bắt đầu có chuyện. Nhưng mà yêu yếu tố đam mê chưa đủ để gọi là tình yêu thật. Còn yếu tố nữa, đó là sự thân mật. Nếu tình yêu đam mê khuấy động đối với ta trước một đối tượng và ta chỉ tìm cách thỏa mãn thần xác, thỏa mãn cảm xúc mãnh liệt ấy mà không coi người ấy là một nhân vị, một con người, thiếu tôn trọng, thiếu yêu thương, nghĩa là không có cái sự thân mật thì không là tình yêu thật. Phải có một tương quan giữa một con người với một con người, đó mới là tình yêu của con người, của loài người. Còn nếu không, nó chỉ là một sự thỏa mãn dục tính, chỉ là nhục dục. Đó là hành động của một con vật, dầu là con vật cấp cao mà không phải của con người. Con người là tinh thần nhập thể. Con người không chỉ có một thể xác, con người là một thân xác của tinh thần nhập thể. Cho nên tình yêu của con người nói lên cái tính liên vĩ giữa một người với một người. Sự thân mật là cái yếu tố đặc trưng của tình yêu thật, làm cho hai người yêu nhau mỗi ngày một gần nhau hơn. Thân từ từ tới một lúc thành mật. Thân là thân xác. Tình yêu nó phải biểu lộ qua thân xác. Những hành vi của tình yêu biểu lộ, nó làm cho hai người mỗi một ngày thâu ngắn cái khoảng cách lại với nhau.
hai người bạn mà khi thấy xuất hiện trước công chúng thường xuyên trong một khoảng cách trên 1 mét thì người ta bảo đó là bạn. Hai người mà xuất hiện trước công chúng thường xuyên trong một khoảng cách khoảng 6 tấc thôi á, người ta bảo đó là bạn thân. Còn hai người mà thường xuyên xuất hiện trước công chúng, chẳng hạn như đi lễ, ngồi đi lễ với nhau mà chỉ có 40, nhỏ hơn 40 cm, thì người ta gọi đó là người yêu của nhau. Thân, thân là gần, phải qua thân xác. Và càng ngày càng gần, tới một ngày nắm tay, cái cảm xúc, cái cảm giác của hai người yêu nhau qua cái hành vi làm nên sự thân mật ấy, đem đến cái sung sướng hạnh phúc. Rồi tình yêu ấy nó còn đòi hỏi một hơn nữa, không chỉ là cái nắm tay mà còn là nụ hôn, cho tới một ngày thành một hành vi mà chỉ có giữa vợ với chồng trong hôn nhân. Đó là nên một thân, ta gọi là thành thân, nên một xương một thịt. Yếu tố thân mật là thế. Diễn tả tình yêu này là giữa hai con người. Cho dẫu trong tình yêu vợ chồng mà không có cái yếu tố này thì đó không phải là tình yêu vợ chồng, mà đó chỉ là một sự thỏa mãn cảm giác, đó chỉ là một sự thỏa mãn bản năng, và đó không phải là tình yêu. Tình yêu thật phải có yếu tố thân mật, nghĩa là một mối quan hệ liên vị giữa hai con người. Nhưng mà cũng chưa phải đó là tình yêu thật. Còn một yếu tố thứ ba nữa, khi hai bạn trẻ yêu nhau, có một tình yêu đam mê nồng nàn mãnh liệt, và cũng trao nhau những tình cảm thân mật. Nhưng nếu không có cái cảm giác anh sống không thể được nếu không có em không thể sống được nếu không có anh, nếu thiếu cái cảm giác đó, nếu thiếu có một cái ý muốn sống trọn đời mình với người mình yêu, thì đó cũng không phải là tình yêu thật. Vì yếu tố thứ ba của tình yêu thật mà các nhà tâm lý học nói là tình yêu dấn thân. Yêu mà không có ý định đó thì không phải là yêu thật, mà đó là sở khanh. Yêu phải cam kết, phải có một cái ước muốn và một quyết định để mà cùng nhau đi trọn cuộc đời này. Đó mới là yêu thật. Tình yêu ta gọi là tình một đêm, tình một đêm, hay tình một ngày, hay tình một tháng, thì không phải là tình. Cái đó chỉ để mà giải trí qua đường. Tình yêu thật phải có yếu tố dấn thân, cam kết đến trọn đời. Vì tình yêu hướng tới nên một. Hai người khác nhau, tình yêu gắn họ lại và thúc đẩy họ tới một lúc nên một. Một cuộc sống duy nhất. Từ nay anh sống là em sống là anh, và chúng ta là một, chúng ta là một gia đình. Cho nên tình yêu thật là tình yêu hướng tới hôn nhân, tình yêu mà luôn luôn tránh né hôn nhân, luôn luôn tìm cách thoái thác, thì đó không phải là tình yêu thật. Thế nhưng mà đó cũng chưa phải là tình yêu. Định nghĩa tình yêu của các nhà tâm lý học chưa phải là tình yêu thật. Vì tình yêu thật là tình yêu gì? Ở đâu cho chúng ta biết một tình yêu thật? Tình yêu thật phải nhìn vào trong chân lý mặc khải. Đối với người Kitô hữu, chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô. Chính Ngài là chân lý, chính Ngài là đường đi, và chính Ngài cũng là sự sống. Thế thì nhìn vào Ngài ta thấy cái gì? Nhìn vào Ngài ta hiểu thế nào là tình yêu thật? Tình yêu thật cũng hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là tình yêu giữa một người nam với một người nữ. Tôi đang nói tình yêu nam nữ chứ chưa nói những tình yêu khác. Tình yêu nam nữ,
Tình yêu thật là giữa một người nam với một người nữ mà tạo hóa đã đặt để trong trái tim của người nam, trái tim của người nữ. Một ngày đứng trước một đối tượng khác phái, ta bị đánh đồng con tim, thân xác rúng động và đi đến thành thân một xương một thịt. Như Adam đã lìa bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình Eva, và cả hai nên một xương một thịt. Sách Sáng Thế nói như vậy. Cho nên giữa hai con người mà không phải là một nam một nữ thì cái cảm xúc, cái cảm giác của cái tình cảm ấy không phải là tình yêu thật. Thí dụ tình yêu giữa một anh với một anh, một chị với một chị thì không là tình yêu thật. Dẫu cảm xúc đó là thật, nhìn trên khuôn mặt hai anh yêu nhau hay hai chị yêu nhau, ta thấy đó là tình yêu thật. Nhưng tình yêu thật không chỉ là cảm xúc. Chân lý mặc khải nói với chúng ta rằng tình yêu thật là tình yêu mà Thiên Chúa tạo hóa đã sáng tạo, đặt để ở trong con tim của con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa đó, là hướng tới sinh sản, hướng tới yêu thương nhau, bổ túc cho nhau và hướng tới sự sống mới. Hai đặc tính của tính dục nam nữ cũng là một, đó là hướng tới sự sống mới, ta gọi là truyền sinh, và để hai người bộc lộ tình yêu chân thật, yêu thương nhau và nâng đỡ nhau đi suốt trọn cuộc hành trình trần gian. Hai ý nghĩa và mục đích đó của tính dục mà tạo hóa đặt trong thân xác của con người, nam nữ, cũng là mục đích của hôn nhân. Cho nên Thiên Chúa tạo dựng nên thân xác con người nam và nữ có tính dục khác biệt nam nữ ấy là hướng tới chuyện hôn nhân, hướng tới việc tham dự vào sứ mạng tạo ra sự sống mới. Thiên Chúa sáng tạo nên sự sống trong thế giới này bằng cách nào? Thưa, qua hôn nhân. Mà để có hôn nhân thì phải có tình yêu, để có tình yêu thì phải có sự khác biệt. Và khác biệt cơ bản là khác biệt giới tính, khác biệt nam nữ. Hai anh yêu nhau không có thể thực hiện trọn vẹn mục đích tạo ra sự sống mới. Hai chị yêu nhau với cái cảm xúc giống hệt cảm xúc của tình yêu một nam một nữ vẫn không thể đạt được mục đích của hôn nhân, tạo ra sự sống mới, cho dẫu có thể tình yêu ấy có khả năng bền vững nhưng không đạt được mục đích của hôn nhân. Cho nên cũng không thể gọi là một tình yêu mà tạo hóa muốn, tình yêu đích thật. Đối với những tình yêu không có thể đạt được mục đích đó thì các bạn làm gì? Cũng giống như là giữa một người nam một người nữ mà cũng yêu nhau nhưng mà có cái hàng rào ngăn cản, ván đã đóng thuyền, thì tình yêu ấy không thể đạt được mục đích. Mà nếu mà vẫn cứ tiến gần, nghĩa là mỗi ngày một nên thân mật và rồi một ngày dấn thân, thì ta phải phá vỡ cái ván đóng thuyền kia. Tình yêu đó cũng là tình yêu giả trá, không thật. Cho nên đừng định nghĩa tình yêu dựa trên cảm tính, cảm xúc hay là tình cảm, mà tình yêu còn là một cái gì tinh thần hơn nữa. Vì con người là tinh thần nhập thể. Con người không chỉ là một con vật cấp cao. Con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, là đấng đã chịu chết vì người mình yêu, nghĩa là một tình yêu cao tới mức sẵn sàng hiến mạng sống mình cho người mình yêu. Thập giá vì thế là vinh quang của Kitô giáo. Vì
nó biểu lộ một tình yêu ở mức cao nhất của một Thiên Chúa đã yêu thương con người tới cái mức sẵn sàng chết để cứu con người. Và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô nói lên rằng tình yêu ấy là thật. Vì tình yêu nào đem đến sự sống thật, tình yêu đó là thật. Tình yêu nào đem đến sự chết, tình yêu đó là giả. Tình yêu đó là không đem lại hạnh phúc thật. Cho nên những loại tình cảm nào mà đang có trong các mối quan hệ tương quan của các bạn mà không dẫn tới sự sống thật, không dẫn tới chân lý, không dẫn tới hạnh phúc thật, thì hãy liệu, thà mổ đau còn hơn cứ để cho tế bào các áp xe, rồi một ngày nó sẽ thành căn xe, rồi một ngày nào đó nó làm cho ta chết. Muốn sống hay chết, sự khôn ngoan bắt đầu từ kính sợ Thiên Chúa, nghĩa là tuân giữ những giới răn của Ngài. Tuân giữ những giới răn của Chúa không phải là những cái ách, nhưng là những cái phương thế để chúng ta biết sống mà yêu cho đúng, yêu cho thật. Vì tình yêu đó mới dẫn tới sự sống. Mà tình yêu đó thì thường băng qua đau khổ. Mà đau khổ lớn lao nhất là đau khổ hy sinh chính bản thân mình, hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Cho nên đừng sợ đau khổ, đừng sợ chết, cái chết trên thân xác của chúng ta, mà chỉ sợ chúng ta không yêu đúng, chỉ sợ chúng ta không biết hy sinh vì yêu, chỉ sợ chúng ta không tin Thiên Chúa. Niềm tin đem lại ơn cứu độ, mà niềm tin thúc đẩy ta yêu thương đích thật giống như Đức Giêsu Kitô đã yêu. Nên hôm nay cha muốn chia sẻ với các bạn trẻ một cách đặc biệt, vì chính cái thực tại này là cái hằng ấp ủ hằng ngày, hằng ám ảnh trong cuộc sống của các bạn. Chúng ta có nhiều điều để có thể nhìn lại, để mà có thể sám hối. Nhưng mà hôm nay gợi ý cho các bạn một cách riêng về những gì liên quan tới tình yêu, tình dục, sự sống. Tình yêu giả trá là tình yêu gạt sự sống qua một bên. Mà ngày hôm nay, xã hội này với những phương tiện phát minh, một viên thuốc, một dụng cụ ngăn trở sự trao phối giữa hai người nam nữ trên thân xác không thể sinh hoa kết quả sự sống mới. Tôi muốn nói đến những phương tiện ngừa thai, phá thai. Những phương tiện ngừa thai, phá thai nhân tạo để cản trở cái sự sống có khả năng hình thành trong giao phối yêu thương vợ chồng là giả trá. Vì mọi tình yêu mở ra sự sống. Vậy tình yêu thật mà Kitô giáo, mà Chúa đã trao cho chúng ta hiểu, đó là một tình yêu giữa hai người nam nữ, đó là một tình yêu hiến thân, đó là một tình yêu hướng đến sự sống. Nhưng mà có những người yêu nhau, lấy nhau, sống như vợ chồng mà không thể sinh sản, sinh con, tức là hiếm muộn, thì tình yêu đó vẫn có thể phong nhiêu cách khác. Không phải chỉ sinh sản mới phong nhiêu. Nếu chỉ sinh sản mới phong nhiêu thì chỉ có anh chị em mới hạnh phúc, còn chúng tôi độc thân chúng tôi không hạnh phúc sao? Phong nhiêu ở nơi con người sâu nhất và cao nhất là sự phong nhiêu tinh thần, sự phong nhiêu thiêng liêng, hay còn gọi là sự phong nhiêu tâm linh. Vì con người là tinh thần nhập thể. Cho nên nếu nói chỉ có sinh sản mới là phong nhiêu thì hôn nhân là con đường duy nhất để được hạnh phúc. Còn những người độc thân như chúng tôi và như chính Chúa Giêsu thì không hạnh phúc, phải không? Mà trái lại, chính kẻ chịu đóng đinh chết trên thập giá
và phục sinh đó mới là người hạnh phúc nhất. Vì Ngài là tình yêu, đem lại sự sống và sự sống dồi dào cho người khác, chính trong khi mình hy sinh sự sống đời này của mình. Cho nên trong tình yêu hôn nhân cũng thế, hay là trong tình yêu của người độc thân sống dâng hiến vì một lý tưởng cũng thế. Đó là một tình yêu biết cho đi thì mới hạnh phúc. Còn tình yêu chiếm hữu mà thôi, tình yêu chỉ biết ích kỷ cho mình mà thôi, sẽ dẫn tới cái chết, như là cái ao tù nước động. Còn tình yêu đích thực là tình yêu sống động như dòng chảy, luôn luôn có sự sống, là một tình yêu cho đi. Hy sinh là đặc trưng của tình yêu thật, và hy sinh cao nhất đó là sự sống của mình. Đặc tính của tình yêu mẹ cha mà tạo hóa đặt để trong trái tim người làm mẹ làm cha là một biểu tượng của tình yêu cho đi đó của Thiên Chúa. Cầu chúc cho các bạn, cho các anh chị em gặp gỡ được cái kinh nghiệm tình yêu đích thực này, ngay cả trong những kinh nghiệm đau đớn, đau khổ của tình yêu nhân phàm của chúng ta. Chúng ta cần quay lại với ánh sáng, quay lưng lại với tội lỗi, với bóng tối, để chúng ta được yêu thật và được sống hạnh phúc thật. Xét lại những mối quan hệ nào hiện có của chúng ta mà dẫn chúng ta vào bế tắc hay cái chết, thì hãy can đảm dứt khoát và xin Chúa ban cho ơn can đảm, ơn khôn ngoan để biết quay lưng lại với bóng tối, để mà hướng về chính Chúa là ánh sáng, là sự thật và là sự sống. Hãy lắng nghe lời Ngài thường xuyên, vì lời Ngài chính là ánh sáng, là ngọn đèn soi cho chúng ta bước đi trong cuộc đời này. Và cả trong những lúc ta thấy tăm tối nhất của cuộc đời này, thì ánh sáng đó vẫn loe loét đâu đó, nếu chúng ta biết tìm kiếm. Ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Chúng ta trong cái tâm tình cũng muốn thực sự quay về với Chúa để biết yêu thật. Giờ đây chúng ta trong ít giây lát, trong thinh lặng nhìn lại chính mình, để xem coi thực sự mình đang có yêu thật không, yêu thật người bạn của mình không, người đang sống đời hôn nhân thì xem coi mối quan hệ vợ chồng có thật như Chúa muốn không, rồi quan hệ với con cái, với anh chị em trong nhà, xem mình có thật sự là yêu thương như Chúa yêu hay không.